20 người hôm nay người bí cá, mời các bạn theo theo chân người bí cá tham quan vườn hoa lan đất hủ nha các bạn. Có nhiều cây lan rất là giá trị nha mọi người. Mời các bạn theo chân người bí cá nha. Còn đây là vườn lan hội hoa lan đất hủ nha mọi người. Đây là đại bản doanh của hội hoa lan đất hủ nha. Mình đi lên Vĩnh Tân, hướng về Vĩnh Tân nha các bạn. Đi vô một xíu rồi tới bản doanh của hội hoa lan đất hủ Bình Dương nha mọi người. Mới hoàn thiện nha mọi người. Oh my. Hey yo Masu, let's turn this shit up. We back. Dịu dàng là ánh mắt cho ta ôm bao sầu nhớ. Nay yêu thương nhiều hơn, con tim nhớ thương nhiều hơn. Đây một bầu trời sao sáng, em ngôi sao xinh đẹp nhất. Ngôi sao trên cao thật cao, soi lòng ta đêm đêm. Ngàn tựa những cánh chim hoa thiên thần, tươi hơn một ngàn hoa thắm. Hay em là ánh trăng tình ái kia, quên đi cùng nàng trong đôi bước nắm tay hết mọi người, bước đến nơi mình có nhau bao ưu phiền gió ơi mang thật mấy chỗ hoa hà mà chưa có tập. Oh my. Hey yo Masu, let's turn this shit up. We back. Thật dịu dàng là ánh mắt cho ta ôm bao sầu nhớ. Nay yêu thương nhiều hơn, con tim nhớ thương nhiều hơn. Đây một bầu trời sao sáng, em ngôi sao xinh đẹp nhất. Ngôi sao trên cao thật cao, soi lòng ta đêm đêm. Ngàn tựa những cánh chim hoa thiên thần, tươi hơn một ngàn hoa thắm. Hay em là ánh trăng tình ái kia, quên đi cùng nàng trong một bước nắm tay hết mọi người, bước đến nơi mình có nhau bao ưu phiền gió ơi mang thật. Oh,
mà luôn. Hôm nay người Vi Cá giới thiệu cho các bạn vườn hoa lan Đắc Thủ nha các bạn ơi. Khi bạn nhìn thấy vinh quang của người khác, bạn không cần phải ghen tức bởi vì họ đã trả giá nhiều hơn bạn. Thế giới này có rất nhiều người thông minh, nhưng lại có quá ít người có thể kiên trì đến cuối cùng. Cây tre mất 4 năm chỉ để tăng thêm 3cm, nhưng từ năm thứ tư trở đi, nó sẽ phát triển mạnh mẽ với tốc độ 30cm mỗi ngày và chỉ mất 6 tuần để phát triển lên 15m. Đừng nghĩ 4 năm đầu tiên là vô ích. Bởi thời gian đó, rễ đã kéo dài hàng trăm mét vuông trong lòng đất. Làm người làm việc cũng tương tự như vậy. Đừng lo lắng những nỗ lực của bạn tại thời điểm này không được đền đáp, bởi vì những thứ bạn bỏ ra đang là nền tảng vững chắc cho bạn sau này, như rễ tre vậy. Có bao nhiêu người đã không thể kiên trì như tre để chờ đến ngày có thể vượt qua 3cm. Hai cây tre giống nhau, một cây dùng làm sáo, một cây dùng làm giá phơi đồ. Một hôm, cây dùng làm giá phơi đồ mới hỏi cây dùng làm sáo: tại sao chúng ta sinh ra?
vô nó đỡ hơn nè. Nãy chụp đẹp hơn. Cá đến đây là kết thúc rồi nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi kênh của Người Vi Cá nha. Chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video sau.
sao nha các bạn.